cô ninh bây giờ mới bắt đầu ra tay cô tóm lấy từng đứa rồi dùng áo khoác của dính trùng bọn họ lại với nhau dù có vùng vẫy cô chạy bao nhiêu đi chăng nữa vẫn không thể nào thoát khỏi cô ninh hiện trường này cũng bắt đầu thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh còn cô ninh đứng kiêu ngạo bảo đám người kiều kiều xin lỗi cô gái kiều kiều mặc dù đang bị trói nhưng cô ta vẫn rất mạnh mồm mày là cái thá gì mà bắt tao xin lỗi cô ninh tiếp tục đe dọa còn không xin lỗi tao xách mày đến sân thể dục để cho tất cả mọi người nhìn thấy đúng lúc này thì có người dẫn thầy hiệu trưởng đến hiệu trưởng thầy xem chính ở trong rừng cây nhỏ có người bắt nạt hạ kiều kiều ương ừ thì với cảnh tượng này người ngoài cuộc nhìn vào đều sẽ nghĩ cố ninh đang bắt nạt kiều kiều thầy hiệu trưởng cũng vậy rồi thầy nhanh chóng giải tán học sinh xung quanh tâm duyệt thấy thầy hiệu trưởng thì rất sợ hãi nép sau lưng cố ninh bố của hạ kiều kiều có chức có quyền hiệu trưởng vẫn rất luôn chiếu cố hạ kiều kiều lần này chết chắc rồi cố ninh nhìn thầy hiệu trưởng nói thẳng bạn học hạ kiều kiều bắt nạt khương tâm duyệt trong thời gian dài mong rằng một lát nữa cảnh sát đến hiệu trưởng có thể nói rõ sự thật. Khương Tâm Duyệt lúc này vẫn ỉ lại bố mình, còn đòi gọi điện để mách bố. Hiệu trưởng thấy vậy thì ngăn cản, kêu kêu đừng làm phiền đến bố em nữa, ông ấy bận trăm công nghìn việc. Thầy nhất định sẽ xử lý nghiêm khắc hai bạn học sinh này. Cố Ninh đứng một bên liền tỏ vẻ khinh thường, ha, thành tích của trường số 4 sao càng ngày càng tệ, hóa ra hiệu trưởng chỉ dựa dẫm vào các mối quan hệ. Chật chật, không biết chuyện hôm nay bị bại lộ, bố của bạn học hạ có bị liên lụy không nữa. Hiệu trưởng nghe đến đây thì tức giận, bảo Cố Ninh cầm miệng, hỏi cô học lớp nào, còn đòi gặp phụ huynh Cố Ninh. Bây giờ thì cảnh sát cũng tới, Cố Ninh càng thêm tự tin nói, tôi sẽ phối hợp điều tra, chẳng qua lần này hiệu trưởng chắc chắn phải lo rồi. Tại cục cảnh sát, Cố Ninh đang ngồi trong phòng cho lời khai, cảnh sát bảo cô tường thuật lại cảnh Kiều Hạ Hạ đã bắt nạt Khương Tâm Duyệt như thế nào. Cô đang định trả lời thì có điện thoại gọi đến, người đó là Thiếu Đình, bắt máy Cố Ninh chỉ nói ngắn gọn, bây giờ tôi đang ở sở cảnh sát, có chuyện gì lát nữa nói. Thiếu đình vừa nghe thì đã hốt hoảng cả lên, cái gì cơ, sao cô lại ở sở cảnh sát, đã xảy ra chuyện gì, tôi đến ngay đây. Bị thiếu đình hỏi bao nhiêu câu, nhưng cố ninh chỉ nói mình sẽ giải quyết được, buổi tối ăn cơm sẽ nói sau. Nói rồi cô ninh tắt máy, cô bắt đầu kể lại mọi sự việc cho cảnh sát nghe. Thiếu đình ở bên này đang gấp rút chuẩn bị chạy đến chỗ cố ninh, trước khi đi anh có gọi nói chuyện với ai đó, này, giúp tôi nhận cuộc gọi của cục trưởng. Nói với ngài ấy tôi là lãnh thiếu đình, đại đội đặc chủng. Cùng lúc đó ở sở cảnh sát, cục trưởng tìm đến chỗ của tiểu lưu người đang điều tra vụ cố ninh để xem hồ sơ vụ án tiểu lưu báo cáo với cục trưởng nhìn sơ bộ là bạo lực học được tập thể cục trưởng đọc hồ sơ một hồi rồi nói ừm trường số 4 có vấn đề phải điều tra rõ ràng cố ninh nghe cục trưởng nói vậy thì cô cũng nói thêm tôi vừa hay cũng muốn tố cáo hiệu trưởng trường này yêu cầu chứng cứ tôi có thể cung cấp chẳng mấy chốc xe thiếu đình đã đến cục cảnh sát anh mở tung cửa sở cảnh sát gọi lớn tên cố ninh thấy được cố ninh Thiếu đình liền chạy đến hỏi cô dồn dập, cô không sao chứ, ai bắt nạt cô. Cô Ninh nói mọi việc đã được giải quyết xong rồi, cô đang thắc mắc tại sao anh lại đến đây. Cảnh sát cũng hết lời khen ngợi cô Ninh, bạn học cô Ninh binh vực kẻ yếu, tuy rằng có kích động chút, nhưng dũng khí cũng có. Còn đồng ý làm nhân chứng tố cáo hiệu trưởng trường số 4. Thiếu đình bây giờ mới bắt đầu bình tĩnh lại, anh thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Giải quyết xong mọi việc, thiếu đình đưa cô Ninh ra xe để về, anh liên tục nói, vừa rồi nhận được điện thoại tôi đến đây luôn gọi điện cho cục trưởng mà không ai nghe, dọa tôi còn tưởng cô gặp phải phiền phức gì cơ. Cô Ninh nghe vậy cũng nói đùa với anh, không biết còn tưởng anh là quan lớn gì đó ấy, tự nhiên gọi điện thoại cho cục trưởng. Đang nói, cô Ninh chợt phát hiện ra Thiếu Đình vẫn còn đang mặc đồ ngủ, cô tự hỏi bản thân mình, anh ta lo lắng cho mình như thế sao? Rồi cô cứ nhìn Thiếu Đình chằm chằm, khiến anh phải thắc mắc mà hỏi lại. Cô Ninh có vẻ hơi ngượng ngùng, cô cúi mặt chỉ bảo Thiếu Đình chờ cô về trường. Đi được một lúc thì Cố Ninh nói với Thiếu Đình, "Buổi tối ăn bò bít tết nhé, đột nhiên không muốn ăn hải sản nữa rồi." Và câu trả lời của Thiếu Đình là, "Được, tôi sao cũng được hết." Thiếu Đình trả lời như vậy làm cho Cố Ninh phải thầm nghĩ, người này rốt cuộc có biết theo đuổi con gái không thế? Buổi hẹn hò của Thiếu Đình và Cố Ninh rất nhanh chóng đã kết thúc, cô lẩm bẩm, "Hẹn hò với anh thật chẳng thú vị, dầu dĩ, nhạt nhẽo quá." Cảm thấy bản thân mình ít nói quá, Thiếu Đình tìm chủ đề hỏi Cố Ninh, "Cô không có bài tập sao, sợ mang cô đi chơi sẽ ảnh hưởng đến học tập của cô." Cố Ninh nghe hỏi thì chán nản trả lời, thành tích của tôi rất tốt, thi trường trọng điểm không có vấn đề gì. Ý tôi là con người anh quá ít nói, cả nửa ngày không nói được một câu. Thiếu Đình lúc này có chút thất vọng về bản thân mình, vậy tôi sẽ học, cho tôi chút thời gian, đừng thất vọng vì tôi có được không. Cái biểu cảm này của Thiếu Đình làm cho Cố Ninh muốn rụng rời cả tim, cô thầm nghĩ, cứu với, anh ta bình thường lạnh lùng như thế, tự nhiên có biểu cảm như vậy, thật tương phản. Thấy vậy, Thiếu Đình hấp tấp nói tiếp, cô muốn nghe lời yêu thương thế nào tôi đều có thể học nhưng cố ninh lúc này có vẻ đã quá sợ hãi chàng trai này rồi cô đẩy anh ra được được tôi tin tưởng anh không còn sớm nữa anh về nhà trước đi nói rồi cố ninh ôm chán đi trước cô vừa đi vừa nghĩ tới trường hợp của tần diệp phàm lúc từ chối tần diệp phàm vô cùng dứt khoát sao đến lượt anh ta lại như trông thấy ma vậy không biết sáng ngày hôm sau thiếu đình đã đứng chờ cố ninh dưới nhà để đưa cô tới trường vì hôm nay trời mưa nên cả hai sẽ cùng đi xe biết cố ninh chưa ăn sáng thiếu đình liền đưa túi thức ăn cho cô đó là đồ anh tự làm cô ninh nhận túi thức ăn thì hơi ngạc nhiên hỏi anh còn biết nấu cơm sao cô vừa mở túi vừa nghĩ cái hộp sắt này là thói quen nghề nghiệp của anh ta sao cho đến khi cô ninh mở cái hộp ra thì cô còn ngạc nhiên hơn nữa cô phải quáo lên nhưng cô ninh cũng chỉ nghĩ thầm phong phú quá đi còn có quả trứng làm thành hình trái tim cô ninh ngồi trên xe hài lòng tận hưởng bữa sáng cô vui vẻ cảm ơn anh trước khi rời đi nhưng hình ảnh cô ninh bước ra từ xe của thiếu đình đã có người quay lén lại rất nhanh chóng đoạn video đã được lan truyền rộng rãi cả đám thiệu phi phi xem đoạn video thì rất vui mừng mau xem này cô ninh được người ta bao dưỡng này bị quay cảnh từ trên xe đi xuống trong lớp ai nấy cũng đều bán tán xe việt xã lớn người có tiền ấy không biết mặt mũi của chủ xe thế nào lái thẳng đến cửa trường học cũng quá kiêu ngạo rồi còn cả đội cố ninh thì nhốn nháo cả lên đòi đi tìm tên đăng bài để xử lý nhưng vấn đề người đăng bài là nạc danh có thể tìm ra được chỉ có điều sẽ hơi mất thời gian cố ninh sau một hồi xem video Cô đưa ra kết luận, từ góc độ của hình ảnh, xem ra là chụp ở cổng trường. Điều tra camera là biết ai là người hãm hại tôi ngay thôi. Thiệu Phi Phi cũng nhân cơ hội này mà châm chọc Cố Ninh, tôi nói cậu gần đây sao lại kiêu ngạo như thế, hóa ra gần cạnh người giàu nhé. Thật là không chọc được Cố Đại tiểu thư rồi, không biết người giàu đó có phải là ông chú không nhỉ. Ngay sau đó liền có thầy cô đến tìm Cố Ninh, cô giáo chưa gì thì đã lớn tiếng mắng cô, tại sao mỗi lần thị phi đều là em, không có ý muốn học hành thì lấy chồng luôn đi cô ninh nghe vậy cũng chẳng nể mặt nữa cô thẳng thắn đáp trả lúc em thi được hạng nhất cũng chẳng nghe thấy cô khen được câu nào động tí phiền phức thì cô cố ý làm to chuyện làm thầy cô giáo mà trở thành người giống cô cũng thật là đáng buồn bà cô nghe đến đây thì cứng họng không phản bác lại lý lẽ của cô ninh bà cô chỉ đành quay qua nhắc nhở thầy chủ nhiệm anh có còn muốn quản học sinh của mình nữa không vậy tôn trọng thầy cô học xong nhét đi đâu rồi cô ninh vẫn tiếp tục đáp trả không quan tâm cô có phải là cô giáo không không phân biệt trắng đen đem tội đổ lên đầu em chính là cố ý nhằm vào em cô dám nói là cô không đố kỵ lớp em có một học sinh đứng hạng nhất không thầy chủ nhiệm đến bây giờ mới bắt đầu lên tiếng thầy bảo mọi người cùng về phòng rồi nói chuyện đúng lúc này thì thiếu đình gửi tin nhắn đến cho cố ninh là đoạn video ghi lại cảnh người quay clip cố ninh và người đó chính là trần tử giao sau khi xem tin nhắn xong cố ninh nói với thầy luôn thầy không cần đâu em đã biết ai hãm hại em rồi chuyện này giao cho em giải quyết nhé thầy giáo có vẻ rất tin tưởng cố ninh chỉ bảo cô chú ý thủ đoạn, đừng khiến chuyện to lên. Đến giờ giải lao, các bạn học đều rủ dê nhau đi ăn, chỉ riêng mỗi Trần Tử Giao là không dám ra ngoài, cô cứ thập thò, rình dập xung quanh. Nhưng làm sao mà qua mặt được cố ninh, cô đột ngột xuất hiện khiến cho Trần Tử Giao sợ tái mặt, miệng run rẩy nói, thợ, thợ đào mỏ, may tránh xa tao ra. Mà đến tìm Trần Tử Giao không chỉ có mỗi cố ninh, còn có cả phái hàm và mễ hy. Tâm trạng của Tử Giao lúc này phải nói là sợ hãi cực độ, cố ninh uy nghi đứng trước mặt trần tử giao truy hỏi tao rốt cuộc có dựa đại gia hay không không phải mày rõ nhất sao trần tử giao lúc này vẫn còn cứng đầu phủ nhận còn nói cố ninh đam mê hư vinh hoành hành bá đạo phái hàm cũng không để trần tử giao nói nhiều nữa cô thẳng tay nắm đầu bắt tử giao nhìn vào màn hình chiếu lại cảnh cô ta đứng quay cố ninh đoạn video đã quá rõ ràng nhưng trần tử giao vẫn cố phủ nhận nói đó không phải là mình nhưng cô ta càng phủ nhận lại càng khiến phái hàm nổi điên hơn càng nắm đầu cô ta mạnh hơn Đến khi phái hàm đe dọa sẽ đăng đoạn video đó lên diễn đàn thì tử giao mới chịu nhận, mày muốn gì, tao xin lỗi mày được chưa? Và mong muốn của cố Ninh là muốn cô ta lên phòng phát thanh của trường, nói thật hết những gì mình làm để trả lại trong sạch cho cô. Ngay trong buổi trưa đó, Trần Tử Giao liền lên phòng phát thanh của trường để xin lỗi Cố Ninh, tôi tên Trần Tử Giao, người lên truyền về tin đồn của Cố Ninh chính là tôi, tôi trịnh trọng xin lỗi ở đây. Thế là mọi chuyện đã được xử lý xong, cả đám vui vẻ ra về, Phám Hàm còn quay lại cả clip từ giao đứng ở bục phát thanh nói, chỉ cần cô ta tái phạm lần nữa, tin đó lập tức sẽ được đăng lên mạng, khiến cho cô ta phải mất mặt. Sẵn đây, cô Ninh cũng mời các bạn đến dự khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng của mình vào hôm thứ bảy. Mọi người nghe tin thì mừng rỡ cả lên, tốt quá rồi, chờ ly xì lớn của tôi nhé. Ly xì của tôi chắc chắn phải nhiều hơn của cậu rồi. Cô Ninh trên đường về thì đã thấy Thiếu Đình đang chờ mình, cô đang thắc mắc tại sao anh lại ở đây, thì cô phải bật cười vì biểu cảm có lỗi này của anh thì ra thiếu đình đang chờ cố ninh để xin lỗi tại vì buổi sáng anh đưa cô đến trường làm cho cô bị người ta tung tin đồn lung tung cố ninh thấy thiếu đình xin lỗi như vậy thì nói rõ ràng lỗi sai của người chụp không liên quan đến anh thiếu đình bây giờ mới cảm thấy nhẹ lòng vui mừng vì cố ninh không trách anh đang nói thì có chú chu gọi đến cho cố ninh ông hào hứng thông báo cô chủ có kinh hỉ cắt ra được phỉ thúy hai màu cùng loại đây là song hỉ lâm môn cố ninh nghe tin vui xong liền có dự tính mới tốt quá rồi phỉ sắc mỹ nhân sắp khai trương miếng phỉ thúy đó không bằng điêu khắc thành ngọc bội long phụ nhất định thu hút không ít người mua có tiền tài cố ninh nói điện thoại với chú chu xong cũng quay qua nói với thiếu đình về việc khai trương cửa hàng châu báu của tôi ở thành phố g sắp khai trương rồi thứ bảy cửa hàng vật liệu xây dựng của nhà tôi khai trương sau đó tôi phải lập tức đến thành phố g thiếu đình nghe vậy thì liền đề nghị sẽ đưa cô ra sân bay anh nói vừa hay mình cũng có việc phải đến thủ đô thiếu đình còn nghĩ luôn đến việc tìm mấy đại lý vật liệu xây dựng để ủng hộ cửa hàng mới của cố ninh ngay cửa hàng cố ninh khai trương cũng đã đến không khí rất náo nhiệt khương húc chú của cố ninh đang nồng nhiệt tiếp đón khách hứa có một số người vừa đến đã muốn đặt hàng phải nói là đơn hàng đột nhiên đến tấp nập không kịp xoay sở luôn còn cố ninh đang thắc mắc hỏi chú mình tại sao lại có nhiều người đến như vậy có cả những người mà cô chưa gặp qua bao giờ thật ra là chú của cố ninh cũng không biết tại sao ông nói còn có rất nhiều ông chủ đến trực tiếp ký đơn nói rồi ông vào trong để tiếp tục làm việc bạn bè của cố ninh lúc này cũng đã đến còn đưa cho cố ninh một phong bì để tỏ thành ý tiếp đến là quà của tần diệt phàm anh nhờ em họ đưa đến cho cố ninh biết đó là quà của diệt phàm cố ninh thầm nghĩ tần diệt phàm lần trước tỏ tình thất bại hai người đều không thoải mái bởi vậy mình cũng không mời anh ta sao anh ta còn đặc biệt tặng quà nhỉ đang nghĩ thì anh bạn đó mở hộp quà đưa ra trước mặt cố ninh nghe nói là vật trang trí bằng vàng sao lại dùng vali to thế này để đựng nhìn thấy món quà bằng vàng này khiến ai nấy cũng đều ngạc nhiên phái hàm còn hỏi mấy cân thế đây là vàng đó cố ninh nhìn một lúc thì liền đóng vali lại dầu có không nên để lộ ra bên ngoài mang vào trong kho đằng sau đi rồi cố ninh ra đứng một góc suy nghĩ con tỳ hưu vàng đáng giá trăm vạn không ngờ tần diệt phàm xuất thủ rộng rãi như thế mình thế nào cũng phải biểu thị một chút không thì nói không được đắn đo một lúc rồi cố ninh cũng lấy điện thoại gọi cho diệt phàm alo tiểu tần tổng phải không cảm ơn lễ vật của anh nhưng mà cái này quá chân quý rồi diệp phàm nghe điện thoại cố ninh thì rất hào hứng cố ninh tốt quá rồi cô cuối cùng cũng gọi điện thoại cho tôi rồi diệp phàm nhanh chóng bình tĩnh nói chuyện với cố ninh cô nhận được lễ vật rồi à còn cho rằng không muốn mời tôi cũng sẽ không muốn nhận quà của tôi nghe đến đây cố ninh nghĩ chắc là tần tổng vẫn chưa buông được nhưng cô vẫn mời diệp phàm đến sự khai trương cửa hàng phỉ thúy vào ngày mai cô còn bảo ngày mai không cần mang quà nữa quà tiểu tần tổng quá nặng người đến là được rồi không để diệp phàm nói thêm nữa cố ninh nói rồi tắt máy luôn nói chuyện với diệp phàm xong cũng là lúc thiếu đình đến anh nói đùa với cố ninh hay người đẹp có tiện cho phương thức liên hệ không cố ninh nghe xong thì kiểu trong đầu xuất hiện nhiều dấu chấm hỏi cô hỏi anh tại sao lại đến đây chỗ tôi vẫn chưa kết thúc thiếu đình nói đã nói là đưa cô đến sân bay mà đương nhiên là tôi phải đến sớm hơn rồi rồi anh nhìn điện thoại cố ninh anh hỏi cô nói chuyện với ai nhìn cô có vẻ không vui cố ninh nghe hỏi thì thản nhiên trả lời một người làm hợp tác cùng và sắc mặt của thiếu đình lúc này chính là đang biểu hiện sự lo lắng anh cứ nhìn chằm chằm cố ninh khiến cô cũng phải hoảng hốt vội nói ai được rồi được rồi anh ta có ý với tôi nhưng tôi đã cự tuyệt rồi nhưng mà đối thủ cạnh tranh của anh ép rất là sát nhé mặc dù vậy nhưng thiếu đình vẫn bảo với cố ninh rằng mình rất tự tin ở thành phố g chu chính hoàng đến đón cố ninh vừa gặp ông đã thông báo 8 giờ có phỏng vấn là tiết mục mời đón có sự tập trung ở thành phố g cô ninh ngạc nhiên hỏi lại ô tiệc tập trung ở thành phố g là tiết mục rất nổi tiếng lượng người xem rất cao sao họ lại biết đến cửa hàng của chúng ta chu chính hoành nghe cô ninh hỏi thì cũng không biết lý do tại sao ông đoán là nhờ danh tiếng đợt trước đi đổ đá thành công nên mới dẫn đến sự chú ý như vậy cô đang suy nghĩ về việc này thì có thiếu đình gọi đến anh cứ như là đang báo cáo với cô ninh tôi lên máy bay ngay giờ làm việc xong sẽ nhanh chóng đến thành phố g tìm cô sẵn đang nói chuyện với thiếu đình cô ninh hỏi luôn về việc phỏng vấn tiệc tập trung ở thành phố g hóa ra là do anh sắp xếp. Biết là do thiếu đình chuẩn bị, cô Ninh cũng yên tâm hơn, nãy giờ cô cứ tưởng là có người đang nhắm vào cửa hàng của mình. Tại cửa hàng phỉ sắc mỹ nhân, phóng viên đang phỏng vấn Chu Chính Hoành, do đây là chương trình truyền hình trực tiếp, vì vậy hình ảnh của Chu Chính Hoành liền xuất hiện trên TV. Tên Thiệu Bình vừa nhìn thấy ông trên TV, ngạc nhiên đến nỗi đang uống trà cũng phải phụt ra. Chu Chính Hoành nói, ngày mai phỉ sắc mỹ nhân khai trương, đế vượng ngọc giới sẽ ra mắt. Tên Thiệu Bình nghe đến đây thì tức giận, đập vỡ luôn cái ly ông chỉ vào trong tivi nói với vợ chu chính hoành quật khởi rồi ai cho tiền hắn đầu tư sao tôi không biết cái gì vợ ông ta thấy thế cũng không tin lắm còn nói chu chính hoàng làm gì có tiền mua đồ thật ngọn lửa tức giận của tên thiệu bình càng lúc càng mạnh ông ta nghiến răng nghiến lợi nói tiệc tập trung ở thành phố g là tiết mục có danh tiếng của đài truyền hình không thể nào giả được tôi cầu rất nhiều mối quan hệ nhưng không có được một lần phỏng vấn hắn ta dựa vào cái gì mà lên được buổi khai mạc đó Sáng sớm tại cửa hàng Phỉ Sắc Mỹ Nhân, mọi người đều đang bận rộn chuẩn bị cho buổi khai trương. Cố Ninh cũng đến sớm, mang thức ăn sáng đến cho mọi người. Cô còn đưa thêm một đội bảo vệ đến nói là buổi chiều khai trương có thể không bình ổn, đây là đội bảo vệ chuyên nghiệp cháu nhờ bạn mượn cho. Vì trong sự kiện đều là những loại đá quá quý, còn có cả kiện đế vương lục, có đội bảo vệ này rồi Chu Chính Hoành cũng yên tâm hơn. Đúng như những gì Cố Ninh nghĩ, chưa gì mà đã có một đám côn đồ kéo đến cửa hàng gây rối, tên cầm đầu ra lệnh, "Phỉ Sắc Mỹ Nhân chính là chỗ này, đập cho ta" khung cảnh bên ngoài cửa hàng lúc này đang rất hỗn loạn chưa giải quyết đám này xong thì đám khác lại tới tên nào cũng cầm gậy trông rất hung tợn thấy tình thế hỗn loạn như vậy cố ninh đành phải cầm gậy lên cô ra lệnh trừ nhân viên bảo an tất cả những người khác vào trong tiệm nếu như những người đó xông vào không cần phải bảo vệ phỉ thúy mạng người mới là quan trọng nói rồi cố ninh tự mình cầm gậy xông vào đám hỗn chiến đó và tiếp theo là những tiếng bốp bốp chưa gì cố ninh đã hạ liền một lúc mấy tên tất cả nhân viên cửa hàng đều đã trốn vào trong cửa tiệm Chu Chính Hoành liền sai người gọi báo cảnh sát. Giờ đây chỉ còn một mình Cố Ninh đối đầu với một đám đàn ông, ánh mắt Cố Ninh sắc bén nhìn những tên này. Nhưng Cố Ninh chưa kịp ra tay thì những tên đó đã bị Thiếu Đình đá bay không thương tiếc. Cố Ninh nhìn Thiếu Đình gật đầu, rồi cô chống tay lên vai anh làm điểm tựa và sau đó là một cú đá gấp đôi độ sát thương so với bình thường. Thiếu Đình và Cố Ninh lúc này phải nói là đang song kiếm hợp bích, ra chiêu nào là sát thương chiêu đó. Chẳng mấy chốc, tất cả những tên côn đồ đều nằm la liệt dưới đất. Tên cầm đầu lúc này đang tức điên, mẹ nó, cho ông mày 5 vạn để ông mày đến nộp mạng, hắn ta không nói là ở chỗ này có đám người không thể chọc vào. Hắn ấm ức quá, liền khai luôn thủ phạm chính là tên Thiệu Bình. Rồi cố ninh quăng lại cái thẻ cho tên đó, tôi cho anh 10 vạn, đánh lại cho tôi. Thế là đám côn đồ nghe lệnh của cố ninh, kéo nhau đến xử lý Thiệu Bình, 5 vạn, 5 vạn, đập chết mày. Tên Thiệu Bình giờ đây đã bị đánh cho tan tành, còn đòi tố cáo lại đám côn đồ đám côn đồ có vẻ vẫn chưa hết giận vừa đánh vừa mắng bản thân mày còn không giữ nổi kìa còn không tìm hiểu trước xem người ta là người như thế nào cảnh tượng xấu hổ này của tên thiệu bình đã được mọi người xung quanh quay lại sau ngày hôm nay có thể hình ảnh của ông ta sẽ được lan truyền rộng rãi tại cửa hàng cố ninh đã có cảnh sát đến giải quyết thị trưởng nghiêm biết tin cũng liền gọi điện hỏi thăm còn bảo cố ninh có chuyện gì cần nhất định phải nhờ ông sau đó là điện thoại của tư đồ giã người của tôi đã đem chuyện lúc sáng nói với tôi rồi bây giờ tôi sai người đến hồi phục trật tự ở hiện trường lễ khai trương tôi sẽ để đích thân toàn phong dẫn người đến cố ninh cũng vui vẻ đáp lại mấy người bảo an lúc sáng đã làm hết sức rồi tôi rất vừa lòng tôi chỉ là làm ăn nhỏ không cần phiền phức thế một màn cười nói này của cố ninh khiến cho thiếu đình có chút khó chịu anh thầm nghĩ cứ cư nhiên cười vui vẻ với hắn như thế cố ninh thấy vậy thì thắc mắc tự nhiên đang vui vẻ cái quay qua tức giận là sao thiếu đình nghe hỏi cũng nói luôn cần bảo vệ có thể nói với tôi cần gì hắn ta giúp đỡ cô ninh lúc này mặc dù đang rất mắc cười nhưng đành nhịn lại rồi quay ra chọc thiếu đình ô hóa ra là ghen rồi bị cô ninh nói chúng tim đen thiếu đình sống chết phủ nhận tôi không có tôi chỉ là đang nhắc nhở cô không cần cầu xa xôi làm gì rồi cô ninh hỏi lại anh vậy ai gần ai xa thế nghe hỏi vậy thiếu đình đột ngột ôm eo cố ninh kéo sát cô lại gần tôi đương nhiên là gần cô nhất rồi sau này có việc gì cứ tìm tôi đầu tiên không được tìm người đàn ông khác nhớ chưa Hình ảnh này của thiếu đình khiến cho cố ninh rất thích, phải quay ra cưng nựng anh, wow, anh ghen đáng yêu ghê. Sau đó cố ninh nắm tay thiếu đình, dẫn anh vào trong giới thiệu với mọi người, đây là chú Chu, ông chủ của phỉ sắc mỹ nhân, trước mặt giúp tôi xử lý tất cả mọi chuyện. Rồi thiếu đình bắt tay chú Chu chào hỏi, chào chú, cháu tên là lãnh thiếu đình, bạn cố ninh. Chú Chu nghe giới thiệu là bạn thì quay ra nói đùa với thiếu đình, bạn sao? Chú còn tưởng là bạn trai đó, cháu phải nắm bắt thời cơ đó, cô chủ của chúng tôi rất giỏi đó. Cố Ninh còn nói với Thiếu Đình chiều nay sẽ giới thiệu anh với bạn bè, nghe Cố Ninh nói vậy khiến anh rất vui. Thầm nghĩ, cô ấy nguyện ý giới thiệu mình với bạn cô ấy, có phải thể hiện mình rất thành công không? Thiếu Đình tự nghĩ rồi tự cười, khiến Cố Ninh cảm thấy anh cứ kỳ lạ làm sao. Giờ khai trương cửa hàng phỉ sắc mỹ nhân cũng đã đến. Đến dự khai trương là Tần diệt Phàm, còn có cả anh em Lê Chân Chân và Lê Chân Vũ đi cùng. Lê Chân Chân nhìn qua thấy Cố Ninh đang đứng cùng với Thiếu Đình, liền nói lời ghen tị, cô ấy thật đúng là phong lưu, bên cạnh luôn là trai đẹp còn lê chân vũ vừa nhìn thấy thiếu đình đã đoán ra người đó nhìn khí chất bất phàm có lẽ cũng không phải là người bình thường còn tần diệc phàm cũng đang nghĩ cô ấy không đồng ý với mình quả nhiên là trong tim có người rồi cố ninh thấy tần diệc phàm thì liền tiến đến chào hỏi nhưng thiếu đình và tần diệc phàm lại đang nhìn nhau khá là căng thẳng rồi cố ninh bắt tay chào tần diệc phàm cô nói may là lần này không mang theo tỷ hưu vàng không thì tôi thật sự không biết trả lễ kiểu gì đang chào hỏi thì bỗng thiếu đình ra dấu bảo cô bên kia có khách mau qua đó chào hỏi thế là cố ninh và thiếu đình quay lưng đi bỏ lại tần diệt phàm vẫn đang nhìn cô luyến tiếc còn lê chân chân vẫn cứ nói xỉa sói cố ninh hừ, bản lĩnh câu dẫn đàn ông thật giỏi cố ninh cô đã phát hiện ra là chẳng có khách nào cả cô hỏi thiếu đình anh có phải lại ghen rồi không rồi thiếu đình bảo hôm nay anh đã sắp xếp mấy người đến góp vui đều là những người có máu mặt giới đá quý ở thành phố g thiếu đình vừa dứt lời thì liền có một đội vệ sĩ hộ tống quà đến tặng cho cố ninh đó là săn hô đỏ ai thấy món quà này đều phải ngạc nhiên trầm trồ cả lên Cố Ninh cứ tưởng đó là đó là quà của thiếu đình, nhưng không phải, đó là của tư đồ giã. Vì anh ta không thể đích thân tới nên mới nhờ người mang đến như vậy. Thiếu đình lúc này lại bắt đầu lên cơn ghen, tự hỏi tại sao lại là hắn ta. Và sau đó là lần lượt những chiếc xe sang dừng trước cửa hàng Cố Ninh, người đến là bạn của thiếu đình. Lê Trân Trân vừa nhìn bạn thiếu đình đã nhận ra đó là trưởng nữ nhà họ U với trưởng nam nhà họ Ngải. Đều là thế gia đá quý đứng đầu thành phố G. Người bạn đó của Cố Ninh thật là có lai lịch, cư nhiên quen biết họ. Không chỉ như vậy, ngay cả thị trưởng Nghiêm cũng đến chúc mừng Cố Ninh. Còn Cố Ninh ở bên này đang ngạc nhiên vì món quà của hai cô gái, chỉ mới lần đầu gặp đã tặng quà có giá trị như vậy. Ngay cả thị trưởng Nghiêm nhìn thấy món đồ cũng phải trầm trồ, phẩm chất của loại ngọc tơ máu là lần đầu tôi thấy, đồ tốt đấy nhé. Món đồ tiếp theo được gọi là con mắt tín, nhìn biểu cảm của thị trưởng cũng có thể đoán được nó có giá trị như thế nào. Đều là những món đồ quá có giá trị, Cố Ninh liền từ chối, "Không, không, cái này quá quý trọng rồi." hai cái này tính tổng lại cũng có giá hơn một tỷ. Thầy Cố Ninh cứ từ chối, hai cô gái đó đến gần nói nhỏ với Cố Ninh, đây là người nào đó đặc biệt giao cho chúng tôi mang đến đó, Cố Tổng nhận lấy nhé. Nghe tới đây Thiếu Đình có chút giật mình, liền chạy đến nhận hai món quà giúp Cố Ninh, bảo cô cầm thì cô cứ cầm đi. Nói rồi Thiếu Đình đưa Cố Ninh đi luôn, mọi người ở đó thấy vậy thì đều ngạc nhiên, có chuyện gì thế, tôi chưa từng thấy người con gái nào có thể gần lãnh Thiếu Đình như thế. Không chỉ vậy, lần này là tìm được lương duyên rồi. Ở bên này, cô ninh đang truy hỏi thiếu đình về hai món quà nếu anh không nói ai tặng thì cô nhất định không chịu nhận đã như vậy thiếu đình chỉ còn cách nói thật là tôi mấy ngày trước về nhà ở thủ đô để mang tới nghĩ cô là lần đầu tiên mở cửa hàng tặng cô ít đồ tốt để nở mày nở mặt lại sợ cô chê quý giá không nhận mới nghĩ đến để người khác thay tôi tặng rồi thiếu đình hỏi xem ra cô vẫn thích đấy chứ nghe câu hỏi này cô ninh lấy tay kéo cả vạt để thiếu đình áp sát mình đương nhiên là thích rồi cô ninh bây giờ đã thực sự cảm động về tình cảm của thiếu đình dành cho mình cô thầm nghĩ tên gia hỏa này tuy rằng luôn ghen tuông một cách kỳ lạ cách biểu đạt tình cảm cũng rất ngờ nghịch nhưng từ hồi đầu quen biết đến giờ mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh ấy đều khiến mình may mắn có thể trọng sinh gặp được anh ấy qua sự kiện khai trương ngày hôm nay lê trân vũ đã phải thay đổi cách nhìn về cô ninh anh ta đang khuyên bảo đứa em gái cứng đầu hôm nay đã không giống trước trước đây em đắc tội như thế với cô ninh còn không nhân lúc này đi nói mấy câu dễ nghe thế là anh ta kéo lê chân chân đến chỗ cố ninh nhưng lê chân chân vẫn thẳng thắn hất tay anh trai giả vờ cái gì chứ không phải là dựa vào đại gia sao cố ninh thấy hai anh em đến thì liền hỏi ngọn gió nào thổi hai vị đến đây thế cố ninh nói thế lê chân vũ cũng chỉ đành gượng cười nói nghe nói cửa hàng vật liệu xây dựng của cố ra cũng khai trương rồi lần trước không đến thật quá thất lễ rồi nghe vậy cố ninh cũng nói thẳng là tôi không mời mấy người lê gia không có chân trong ngành vật liệu xây dựng không cần phải áy náy trong lòng lê chân chân lúc này đã thực sự nổi điên lên rồi cũng may lê chân vũ kịp thời ngăn cản anh còn mời cô ninh đến dự một bữa tiệc đều là con cháu thế gia trong một số ngành nghe mời cô ninh liền đồng ý khiến cho lê chân chân và lê chân vũ rất ngạc nhiên cô ninh nói có thể làm quen được nhiều bạn là chuyện tốt rồi cô nghĩ thầm lê chân chân đối nghịch với mình bao nhiêu lần tối nay cũng là cơ hội để mình phản kích trước khi đi cô ninh còn vỗ vai lê chân chân nói lời đầy ẩn ý lúc đó gặp nhé cái vỗ vai khiến cho lê chân chân cảm thấy giận người anh cô ta có ý gì thế, có phải muốn làm trò gì với em ở bữa tiệc. Nhưng Lê Trân Vũ chỉ bảo là cô đang nghĩ nhiều. Anh nhắc nhở cô ta, cô Ninh còn quen biết với thị trường nghiêm, còn có cả U Gia, Nghê Gia, đó đều là những người mà bọn họ không thể chọc vào được. Nếu cứ đối nghịch với cô Ninh thì chỉ gây bất lợi cho Lê Gia thôi. Trong cửa hàng, Chu Chính Hoành báo cáo với cô Ninh, thật tốt, bộ sưu tập triển lãm gần như bán hết một nửa. Trong đó có cặp ngọc bội Long Phụ, được một người nạc danh ra giá 1008 tỷ mua lần này thật sự kiếm lời to rồi cố ninh nghe người mua là nạc danh thì có chút lo lắng chú đã điều tra nội tình bên trong chưa không phải người không minh bạch đó chứ chu chính hoành bảo cố ninh cứ yên tâm mọi thủ tục giao dịch đều rất minh bạch không phải người lung tung đang nói bỗng có bảo vệ chạy gấp vào báo cáo với cố ninh tình hình là xe hộ tống vượng lục bị chặn ở trên đường có người muốn làm loạn hiện tại vẫn chưa xác nhận được phát sinh vấn đề gì theo điều tra là do một đội dân cư ở gần đó kiếm chuyện chu chính hoành suy đoán có thể là do thiệu bình làm tất cả gia thế và ông bà chủ đều chỉ chờ phong thái của đế vương lục nếu như không mang ra được thì phỉ sắc mỹ nhân của chúng ta ở thành phố g coi như mất hết thể diện luôn tình hình quá gấp rút cô ninh đành phải tự mình đi giải quyết cô vừa đi vừa nói thời gian và lộ tuyến hộ tống đế vương lục hoàn toàn bí mật thiệu bình không có bản lãnh biết được đang đi thì bỗng có thiếu đỉnh níu tay cô lại tôi đi cùng cô tôi cũng vừa nhận được tin ở hiện trường đang tụ tập rất đông người đám đông đó là đang biểu tình mọi người đều đồng thanh nói biên sản lòng dạ hiểm ác trả lại nhà cho chúng tôi không trả tiền đừng mơ chúng tôi chuyển đi cố ninh biết những người này không phải là nhằm vào xe của mình nếu như cưỡng hành mở đường thì khó trách oán khí đổ lên đầu cố ninh quan sát một lúc rồi nói tôi lại có hứng thú rất lớn với miếng đất này nhé từ bên trong tòa nhà có ba người đàn ông đang lén lút lẩn trốn ra bên ngoài đám đông vừa nhìn thấy đã vây quanh lớn tiếng chửi mắng ba tên đó họ trương ở bên đó đừng để hắn chạy rất nhiều nhà của người dân diện tích một vạn rưỡi một căn Công ty nhà đất Hồng Vận các người chỉ trả cho chúng tôi 7 ngàn rưỡi một căn, rõ ràng chỉ có nửa giá. Số tiền còn lại rơi hết vào miệng của ai rồi, còn muốn phá rỡ, dựa vào cái gì, chúng tôi không đi. Nhất định cho chúng tôi một câu trả lời. Cô Ninh đứng đó nãy giờ đã nghe thấy hết, cô liền gọi cho chú An, chú điều tra xem công ty nhà đất Hồng Vận ở thành phố G gần đây làm ăn như thế nào. Công ty nhà đất Thịnh Hoa của chúng ta có lẽ có một mối làm ăn lớn đó. Lúc này đoàn người đã tản ra, thiếu đình bảo cô xe có thể đi được rồi. Nhưng cô Ninh vẫn chưa chịu đi, cô bảo thiếu đình cứ ở đó chờ cô còn tên họ trương lúc này đang nói với mọi người tôi chỉ có thể nói như thế thôi chuyện khác ngày mai bàn tiếp nói rồi ông leo lên xe phóng đi một mạch mặc cho đám đông vẫn đang gào thét rồi cố ninh tìm đến một người đàn ông trong đội biểu tình đó hỏi về sự việc liên quan đến việc thu hồi đất tôi có chút việc muốn hỏi chú có thể nói chuyện được không thiếu đình đứng từ xa quan sát không biết hai người đã nói những gì chỉ thấy cố ninh đang khá vui vẻ bắt tay người đó một số người trong đội biểu tình đang rất ngạc nhiên với cái giá một vạn rưỡi của cố ninh cô nói tiếp nơi này tuy là phố cổ nhưng xung quanh có rất nhiều trường học nhìn sơ bộ cũng biết xứng đáng với số tiền này nếu như mọi người đồng ý tôi sẽ cho chuyên gia đến khảo sát hôm nay tôi cũng chỉ đi ngang qua trực tiếp tìm đến cửa thế này thật sự mạo muội nói rồi cô đưa danh thiếp cho người đàn ông đó bảo ông cứ suy nghĩ từ từ mọi việc đều có thể thương lượng lại đội biểu tình sau khi nghe cố ninh nói thế thì đang thảo luận lại còn thiếu đình có vẻ lo lắng anh sợ cố ninh không có đủ tiền để mua nhưng cố ninh vẫn khẳng định cô có thể trả được đây là mối làm ăn tốt cô không muốn để vụt mất như vậy thiếu đình nói tiếp tiền dễ kiếm vậy những thủ tục xung quanh thì sao tôi vừa điều tra rồi muốn thu mua chỗ này là công ty nhà đất hồng vận người ta công ty lớn làm sao có thể nhượng bộ được thiếu đình đã nói như vậy rồi cố ninh cũng hiểu ý cô đoán là thiếu đình có thể giúp cô trong việc này thiếu đình nói nếu dùng mối quan hệ của anh thì có thể giải quyết rất nhanh rồi anh hỏi lại cố ninh nhưng trước đây cô không phải không thích dựa dẫm vào người khác sao cố ninh biết thiếu đình có thể giúp mình thì liền tỏ vẻ khẩn thiết còn không phải bởi vì tình người của anh vô cùng tốt sao mọi người đều là người mình mà có đường tắt tôi tự nhiên sẽ không phô trương tài năng làm kinh doanh phải bàn đến hiệu quả chứ nhưng điều lúc này thiếu đình để ý nhất chính là cố ninh đã nghĩ đến anh chỉ như vậy thôi là anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi rồi thiếu đình rút ra một hộp quà tặng cho cố ninh đó là viên ngọc bội long phụ bây giờ cố ninh chợt nhớ đến cái người nặc danh mua ngọc bội ở cửa hàng với giá hơn một tỷ hóa ra người đó là anh thiếu đình nói đây chính là kiện ngọc thành đôi duy nhất trong cửa hàng tôi đương nhiên muốn mua tặng cô cố ninh lúc này vẫn chưa hết ngạc nhiên cô vừa ngắm ngọc bội vừa nghĩ tên này muốn thì nói trực tiếp với mình là được tốn bao nhiêu là tiền như thế sợ là không hiểu lời ám chỉ của mình rồi thấy cố ninh cứ im lặng mãi thiếu đình hỏi lại cô không thích kinh hỉ tôi lặng lẽ dành tặng cho cô sao vậy lần sau tôi anh chưa kịp nói hết câu thì cố ninh đã dùng môi mình khóa môi thiếu đình lại anh cũng nhân cơ hội này mà đáp trả lại nụ hôn của cố ninh rời khỏi môi thiếu đình cố ninh nói em thích anh đặc biệt thích kinh hỉ của bạn trai em nói rồi cô ngượng ngùng bỏ chạy còn thiếu đình có lẽ anh vẫn chưa bình tĩnh được lẩm bẩm nói cô ấy đồng ý rồi cố ninh đứng trước quán ba nhắn cho thiếu đình bảo đây chỉ là tiệc chơi nhỏ thôi không cần anh phải đến cố ninh hôm nay phải nói là ăn mặc rất mát mẻ cô vừa bước vào trong đã thu hút ánh nhìn của biết bao tên đàn ông không khí bên trong rất ồn ào ai nấy cũng đều đang nhảy nhót theo tiếng nhạc còn lê chân chân cũng đang uốn éo với mấy tên đàn ông nhìn thấy cố ninh lê chân chân liền đến lên mặt sao thế lần đầu tiên đến chỗ này sao cố ninh cũng đáp lại thường xuyên đến cũng chẳng phải là chuyện gì đáng vinh quang lê chân chân nghe vậy thì bực tức đúng lúc này lại có một tên đàn ông đem hai ly rượu đến đưa cho cô lê chân chân đang bực vì vậy đưa ly rượu cho cố ninh có hơi mạnh tay thế là rượu đổ lên người cố ninh cũng nhờ vậy mà cố ninh nhìn ra được rượu bên trong có vấn đề rồi cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh trong nhà vệ sinh cố ninh vừa lau người vừa nghĩ quả nhiên rượu này có thuốc mê không biết là ai hạ trước nhưng khi cố ninh ra bên ngoài thì không còn thấy lê chân chân nữa dự cảm được điều chẳng lành cố ninh liền ra ngoài quán bar để tìm dựa vào đôi mắt nhìn xuyên thấu của mình cố ninh đã nhìn ra được lê chân chân đang ở bên trong chiếc xe gần đó còn có một tên đàn ông đang có ý định xấu với cô hắn ta vừa cởi áo lê chân chân vừa nói không có được tim em vậy thì chiếm người em trước còn lê chân chân lúc này chẳng còn biết thật giả nữa cô cứ nghĩ người này chính là diệp phàm và thật không may cho tên này chưa kịp làm gì thì cố ninh liền xuất hiện cô mở tung cửa xe thật ghê tởm ở dưới tầm mắt của tao làm gì đến lượt mày làm chuyện bẩn thỉu thế này rồi cố ninh thẳng tay tóm đầu tên háo sắc đó ra khỏi xe sẵn tiện cô cho hắn ta hẳn một cú đấm khiến hắn nằm vật vã ra đường lê chân chân đến giờ phút này vẫn chưa tỉnh táo cô trườn ra khỏi xe với tư thế không mấy đứng đắn đã vậy trên người chỉ mặc một bộ đồ hai mảnh hiện trường lúc này đã được đám đông vây quanh còn cố ninh vẫn đang xử lý tên nó. lê chân chân ôm đầu một lúc cô mới phát hiện ra mình đang ngồi giữa đám đông cố ninh sau khi cho tên kia một một trận rồi cô lấy điện thoại gọi báo cảnh sát lúc này lê trân vũ cũng xuất hiện nhìn thấy anh trai lê chân chân liền ôm anh khóc lóc than trách anh em không còn mặt mũi gặp người nữa là cô ta nhất định là cô ta chỉ thị cô ta vẫn luôn muốn báo thù em cố ninh nghe vậy cũng mắng lại cô ta cô chọc phải hạng người không ra gì tôi không thèm dùng thủ đoạn thế này đám đông nãy giờ đã chứng kiến hết mọi việc người thì lấy điện thoại quay người thì xì sầm cô gái đó hình như là lê chân chân vãi đúng thật là cô ta thiên kim lê ra thường xuyên đến quán ba này cô ninh nhìn thấy lê chân chân đau khổ cô thầm nghĩ dao đâm lên người mới biết đau ngây thơ muốn chết Lân chân chân đến giờ phút này thực sự chẳng còn tỉnh táo nữa trước mặt bao nhiêu người mà nói lời bậy bạ lê chân vũ cũng không cản nổi cô ninh mày dựa vào cái gì mà cướp anh dịch phàm của tao dựa vào cái gì mà người bị không phải mày mày đáng phải bị ngàn người vạn người lê chân chân càng nói thì lại càng bị mọi người cười nhạo cô ta còn định lao vào đám đông ra lệnh cho mọi người phải xóa video nhưng cô ta cũng chẳng làm được gì chỉ đành ngồi gục mặt cầu xin mọi người đừng chụp nữa sang ngày hôm sau cố ninh nói với thiếu đình về chuyện tối hôm qua của lê chân chân nhà họ lê đã dùng tiền để ém đi chuyện này lê chân chân cũng kích động không nhẹ hôm nay là buổi ký kết hợp đồng tháo rỡ của công ty thịnh hoa người ký hợp đồng lên đến mấy trăm người vì vậy cố ninh thuê hẳn luôn một tòa nhà trong đám đông Thiếu Đình nhìn ra được mấy tên rất khả nghi. Anh nói nên cẩn thận hơn, người của công ty nhà đất Hồng vận sẽ không dễ dàng buông tay đâu. Và điều khiến cho người ta phải kinh ngạc đó là sự xuất hiện của thư ký View. Ông ấy chính là thư ký của thị trưởng Nghiêm. Có thư ký View ở đây khiến cho mọi người đều yên tâm hơn. Thư ký View và Cố Ninh bắt tay chào hỏi nhau, thư ký nói, thị trưởng Nghiêm không tiện đến trước, chút thủ tục này sẽ do tôi ra mặt ký kết. Ngay cả việc ký kết này thị trưởng Nghiêm cũng ra mặt giúp. Thấy vậy Thiếu Đình nói đùa với Cố Ninh, "Bạn học Cố bản lĩnh lớn nhỉ, ở thành phố G em là nhân vật có thể hô mưa gọi gió rồi đó." Cố Ninh cũng cười nói lại, "Khoa trương quá rồi đó, nếu như không có anh giúp đỡ, em cũng rất ngạc nhiên thị trưởng nghiêm cử người đến ấy chứ." Đúng lúc này thì có ba tên nhìn khá côn đồ hùng hổ bước vào, bọn chúng là người của công ty nhà đất Hồng vận, mục đích tới đây là để gây rối. Tên cầm đầu lớn tiếng nói, "Chúng tôi cũng muốn lấy hợp đồng." Tên tóc xanh vừa rồi còn ra oai, nhưng khi nhìn thấy thư ký Vu thì tắt đèn luôn. Thế là chưa kịp gây rối đã bị dọa sợ chạy mất dép. Cố Ninh lúc này mới đoán ra, em nói hôm nay anh cứ nhìn cái gì đó, mấy tên đó đều là người dưới trướng của công ty nhà đất Hồng Vận, vừa hay giúp chúng ta chuyển tin cho Hồng Vận. Thiếu Đình nghe Cố Ninh nói vậy thì nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thấy bạn gái mình thật cơ trí. Tại công ty nhà đất Hồng Vận, văn phòng của chủ tịch. Ông ta nghe điện thoại rồi hốt hoảng cả lên, cái gì cơ? Thị trưởng nghiêm sao lại nhúng tay vào việc này? Đầu dây bên kia nói tiếp, công ty nhà đất Thịnh Hoa lai lịch bất minh ông chủ đằng sau lại thần thông quảng đại phương đồng hay là chúng ta buông tay thôi ngộ nhỡ công ty chúng ta bị cha ra những chuyện khác phương trường thịnh nghe tới đây thì lớn tiếng quát lại linh tinh tao chưa từng bị người nào bắt nạt đến độ trèo đầu cưỡi cổ như thế nếu không lấy lại được thì cũng phải chút tức những gì mà mấy tên côn đồ vừa nói với phương đồng đã được cố ninh và thiếu đình nghe hết cố ninh hỏi thiếu đình về việc công ty nhà đất hồng vận sẽ báo thủ như thế nào thiếu đình vẫn một vẻ tự tin trả lời cố ninh quản lắm làm gì đằng sau bạn học cố không phải vẫn còn anh sao cố ninh nghe vậy thì phì cười áp sát đưa ngón tay lên chặn môi thiếu đình từ lúc nào miệng lưỡi chân chu thế cả hai đều đang nhìn nhau bằng ánh mắt chiều mến thì bỗng đâu có người gọi đến cho thiếu đình nghe điện thoại xong thiếu đình liền vội vã rời đi anh vừa đi vừa nói với cố ninh bất chợt có nhiệm vụ bây giờ anh phải nhanh chóng đến sân bay nếu có chuyện gấp lúc nào cũng có thể gọi cho anh nhé rồi cố ninh lấy chìa khóa ra đề nghị sẽ chở anh đến sân bay tại sân bay Thiếu Đình ôm, hôn chán tạm biệt Cố Ninh. Anh nói, xin lỗi, bởi vì trọng trách của anh, sau này có lẽ em phải trải qua nhiều lần thế này. Thiếu Đình đang nói thì Cố Ninh liền quăng cho anh cái ba lô, bảo anh bớt nói linh tinh, mình biết cái nào quan trọng mà. Rồi cô bảo anh mau đi đi. Thiếu Đình nghe vậy thì mỉm cười, vẫn là bạn gái anh hiểu chuyện. Rồi anh bất ngờ hôn Cố Ninh, môi kề môi lưu luyến một lúc rồi Thiếu Đình rời đi, trước khi đi còn nói, nhớ anh đấy nhé. Tại một nhà hàng, hôm nay cô ninh hẹn gặp cả an tổng và chu chính hoành cô chủ động giới thiệu hai người với nhau vị này là người quản lý của phỉ sắc mỹ nhân ngài chu chính hoành an tổng nhìn thấy chu chính hoành thì liền đoán ngài lẽ nào là tổng tài chu chính hoành của chu phúc châu trước kia chu chính hoành nghe vậy thì cười đáp chính là tôi nhưng mà bây giờ tôi chỉ vì phỉ sắc mỹ nhân làm việc vì cố tổng đã không còn là châu tổng tài gì đó nữa rồi ông kéo ghế mời an tổng ngồi còn an tổng ông vẫn nói tiếp ô tôi hiểu rồi chu thị phá sản tổng tài chu chính hoành không rõ tung tích hóa ra là được cô thu nạp thiện duyên quá hai vị tổng tài trao hỏi nhau rồi cố ninh lên tiếng tôi vừa nói qua một lượt với chú chu về việc thu mua của công ty nhà đất thịnh hoa hôm nay gọi hai người đến đây cũng có nguyên nhân thấy hai người nghe đến công việc thì liền trở nên nghiêm túc khiến cô cũng phải bật cười cố ninh nói tiếp hai vị không cần lo lắng sau này tôi sẽ không thường xuyên ở thành phố g nhưng ngành nghề châu báu và nhà đất là hũ vàng đầu tiên của tôi cho nên tôi cần hai người nâng đỡ nhau càng ngày càng lớn mạnh ở thành phố g Chu Chính Hoành và An Tổng nghe Cố Ninh nói vậy thì hơi ngạc nhiên, vì lĩnh vực của hai người chẳng liên quan gì nhau. Cố Ninh giải thích tiếp, chính vì nguyên nhân này, chúng ta liên thủ càng không dễ bị người ta phát hiện. Độc mộc khó chống, dã tâm của tôi không chỉ ở thành phố G. An Tổng và Chu Chính Hoành lúc này cũng đoán ra được ý đồ của cô, nếu nói nhà đất phát triển tốt nhất chắc chắn là ở mấy nhà giàu thủ đô. Cố Ninh cũng không che giấu gì thêm, cô nói luôn tham vọng của mình, không sai, bản đồ buôn bán của tôi sẽ không ngừng khuếch trương, showbiz, nhà hàng ăn uống, khách sạn cũng sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của tôi. Nói rồi cố ninh thầm nghĩ, nhà đất, showbiz là trụ cột huyết mạch của nhà họ đường. Kiếp này mình phải cho nó tan rã, khiến cho nhà họ đường phải trả giá vì phản bội mình. Nghe tham vọng của cố ninh lớn như thế, thì cả An Tổng và Chu Chính Hoành đều rất vui mừng, cảm thấy thật may mắn vì gặp được cố ninh. Ở sân bay, cố ninh gọi báo với mẹ mình sắp về đến. Biết vậy, mẹ cố ninh liền bảo cô về thì đến thẳng spa, để chăm sóc, làm đẹp luôn. Ở tại spa này, Lâm Lệ Quyên hôm nay cũng đến đây để làm đẹp. Nhìn thấy mẹ và dì của Cố Ninh thì cô ta liền hàng học, cứ như là ai ăn hết của nhà bà ta. Lâm Lệ Quyên sau đó liền ra trách cứ nhân viên, cửa hàng mấy người làm ăn kiểu gì thế, cái loại nghèo rách như thế cũng cho vào sao, hoàn toàn hạ thấp đẳng cấp của chúng tôi. Cô nhân viên cũng thành thật trả lời lại, nhưng hai vị khách bên trong đó là khách hàng quen thuộc của chúng tôi, tổng cộng chi phí cũng đã hơn 50 vạn rồi. Một người phụ nữ đứng gần đó thấy cãi nhau liền vào gọi thêm người ra. Cô Khánh Tường lúc này cũng bị Lâm Lệ Quyên dục ra để gây khó cho mẹ và dì Cố Ninh. Trong lúc đi ông ta còn va phải người phụ nữ đó, mà cũng chẳng thèm xin lỗi, khiến bà tức giận mắng ông là đồ không có tố chất. Cô Khánh Tường vừa ra tới, Lâm Lệ Quyên đã lớn tiếng nói, hai người tiện nhân vong ân bội nghĩa cố thanh cố mạng cư nhiên dám lật mặt với tôi. Có tiền không biết báo đáp sự giúp đỡ ngày xưa cho chúng ta, còn đến đây tiêu xài. Cố Thanh nghe bên ngoài ồn ào thì ra xem thử, nhìn thấy người đang làm ầm ĩ lại là Lâm Lệ Quyên, Cố Thanh chán ghét đóng sầm cửa lại luôn. Cô Khánh Tường thấy vậy liền tông cửa xông vào, gào thét, cô thanh cố mạn, hai người bọn mày cút ra đây. Mẹ và dì cố ninh lúc này vẫn còn đang ngơ người chưa biết phải phản ứng thế nào. Cô Khánh Tường vẫn tiếp tục mắng chửi hai người, nhìn cái gì mà nhìn, chúng mày còn coi tao là anh không. Vật liệu xây dựng cố thị bị chúng mày làm loạn đến độ như thế, bây giờ vẫn còn ở đây ngắm vuốt, cô ra sao lại có lũ vô ơn như tụi mày. Người phụ nữ áo đỏ lúc nãy cảm thấy quá vô lý, bà lên tiếng, cảm ơn số tiền nhỏ các người đưa, thật sự coi mình là to rồi sao nói rồi bà quay lưng đi nhưng vẫn không quên chọc tức vợ chồng cố khánh tường sao tôi vừa mới rời đi một lúc đã thả hai con chó điên vào đây rồi nghe chửi lâm lệ quyên và bạn cô ta quá tức giận liền nhào lên để đánh nhau nhưng tiếc là chẳng thể qua nổi sức của người phụ nữ áo đỏ người phụ nữ quay lại chỉ thẳng tay chửi lâm lệ quyên tôi ở ngoài cửa nghe thấy rõ rồi chính là mấy người đang đổi trắng thay đen tôi và cố thanh cố mạng thường xuyên đến làm đẹp còn tin đồn về hai người tôi đã sớm nghe qua rồi cố ninh nãy giờ đã đến cô vẫn đứng im lặng quan sát sự việc đúng lúc này thì bà chủ của cửa tiệm xuất hiện cô nói cửa tiệm này cô sắp đóng cửa rồi có là khách quen thì cô cũng không quan tâm nữa có xích mích gì thì để cô báo cảnh sát rồi ra ngoài giải quyết với nhau đến lúc này cố ninh mới lên tiếng cô hỏi bà chủ mua luôn cửa tiệm này mẹ và dì cố ninh bây giờ mới thấy cô liền chạy đến hỏi han quan tâm cô rồi cố ninh nói tiếp với bà chủ nghe nói cô có ý định muốn bán cửa tiệm Vừa hay tôi chuẩn bị mua tiệm này để mẹ tôi đến giết thời gian, cô ra giá đi. Bà chủ tiệm nghe vậy thì ra giá 800 vạn. Mọi người nghe con số ai nấy cũng ngạc nhiên, Lâm Lệ Quyên còn nghĩ Cố Ninh có đi bán thân thì cũng không đủ tiền để mua. Cố Ninh nghe giá cũng cảm thấy ổn, rồi cô đưa thẻ luôn cho bà chủ, chút nữa sẽ đi làm thủ tục. Mẹ Cố Ninh thấy thế thì vội ngăn cản, bảo cô không cần phải làm như vậy. Nhưng cô chủ tiệm có vẻ rất hào hứng, cầm lấy thẻ Cố Ninh nói, nhưng mà đặt cọc cần ít nhất 200 vạn nhé. Nghe 200 vạn, Lâm Lệ Quyên cười đắc chí, bà cứ nghĩ Cố Ninh chỉ đang nói vậy cho sướng miệng. Nhưng thật không ngờ, Cố Ninh không thèm đặt cọc mà trả hết một lần luôn, cô nói mình không thích nợ tiền người khác. Còn mọi người lúc này đều đang ngạc nhiên đến há hốc mồm, cứ như không thể tin nổi những gì vừa thấy. Rồi Cố Ninh liếc nhìn Lâm Lệ Quyên nói, "Nhưng mà có một số người có thể cho vào trong danh sách đen của cửa tiệm chúng tôi không?" Rất nhanh chóng Cố Ninh đã đưa mẹ mình vào để làm thủ tục mua cửa tiệm. Bây giờ Cố Ninh mới để ý đến người phụ nữ áo đỏ lúc nãy cô cảm ơn bà vì đã bênh vực mẹ mình. Nhắc đến Lâm Lệ Quyên, bà rất bực mình, bà nói Lâm Lệ Quyên đã nhiều lần lôi kéo bà vào hội phụ nữ giàu có gì đó, nhưng bà chẳng thèm quan tâm, bà nói trông gớm muốn chết. Nhưng đối với mới mẹ và dì Cố Ninh thì bà rất thích, bà nói mình chỉ nói chuyện được với hai người. Theo như lời mẹ Cố Ninh, người phụ nữ áo đỏ này có tên là Cổ Lan, nhà kinh doanh khách sạn, nhà chồng họ Hắc ở thành phố FM56 khách sạn 5 sao. Còn muốn hợp tác với công ty xây dựng nhà Cố Ninh nữa nghe vậy cố ninh thầm nghĩ nhà họ hắc có địa vị trên phương diện mở khách sạn hắc phu nhân lại là người thành thật mình cũng phải lôi kéo mới được nói chuyện được một lúc thì mọi người cùng nhau đi ăn nhân tiện thì hắc phu nhân cũng muốn gọi con trai của mình đến bà nói với cố ninh nó tầm tầm tuổi cháu bản lĩnh lại chẳng bằng một nửa cháu cả ngày chỉ biết gây chuyện ở trường học cháu giúp cô dạy dỗ nó nhé rồi hắc phu nhân nói con bà cũng học trường số 3 cũng là trường mà cố ninh đang học đã đến giờ hẹn nhưng con của hắc phu nhân vẫn chưa tới bà có chút ngượng ngùng thằng nhóc này không chịu sự quản giáo vừa rồi mới đồng ý đến cô nói mấy ngày trời mới rủ được nó đến đây bà còn nói thầm với cố ninh con cô tên hắc nhiên hai đứa học trung trường sau này nếu nó gây chuyện thì phải nói với cô vừa nhắc xong là con của hắc phu nhân liền xuất hiện anh bạn nhìn thấy cố ninh thì ngạc nhiên há hốc mồm theo thói quen gọi cố ninh là lão đại luôn ba vị phu nhân nghe vậy đều ngạc nhiên trố mắt nhìn hắc nhiên còn cố ninh lúc này đang ôm đầu lẩm bẩm một mình vãi đã sớm đoán là cậu ta sao lại trùng hợp như thế chứ rồi cố ninh nháy mắt ra hiệu cho hắc nhiên hiểu ý cậu ta liền vội giải thích là nhận nhầm người rồi tới đây thì cố ninh và hắc nhiên diễn một màn rất ăn ý với nhau coi như trước đây chưa từng quen biết hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt cả hai chào hỏi nhau xong thì ngồi vào bàn cùng dùng bữa lúc này hắc phu nhân chợt nhớ ra là có nhiều thằng con mình hỏi tầng diệc phàm mấy viên đá chất lượng tốt nhưng đến bây giờ vẫn chưa nghe tin tức gì Cậu bạn hắc nhiên nghe mẹ mình hỏi vẫn tiếp tục ra hạn, bảo bà về nhà rồi nói. Cô Ninh ngồi bên đều nghe hết cuộc nói chuyện của hai mẹ con, cô liền nói, cô cổ muốn mua phỉ thúy sao? Sưu tầm hay làm trang sức thế? Mẹ cô Ninh lúc này cũng nói vào, đúng rồi, Ninh Ninh cũng làm cho tôi mấy đồ trang sức đẹp, lần trước chị hỏi tôi cái miếng phúc lộc thọ, cũng là do Ninh Ninh tặng tôi đó. Chị muốn vật liệu gì thì cứ nói thẳng trực tiếp với nó, đừng khách khí. Rồi cô Ninh lấy danh thiếp đưa cho Hắc Phu Nhân, cô còn nói sẽ để giá thấp nhất cho bà. Hắc phu nhân nhìn tên trên danh thiếp là phỉ sắc mỹ nhân thì ngạc nhiên tròn mắt, cửa hàng mới này tiếng tăm làm đó. Mấy người bạn của cô đặt lịch xem hàng cũng phải qua năm sau. Nghe vậy cố ninh liền nói ưu đãi của mình dành cho cô, cháu vừa hay là người quen của ông chủ, thêm cô vào dễ dàng mà. Con nhà người ta đang ngồi sát bên, thấy thế mẹ hắc nhiên liền quay qua so sánh cậu ta với cố ninh, con nhìn xem, cùng do một thầy cô dạy ra, mẹ hận không có được một đứa con gái như ninh ninh. Cầm tờ danh thiếp trên tay, mẹ hắc nhiên vui mừng, dự định ngày mai sẽ bay sang thành phố F để xem đá luôn. Hắc Nhiên nãy giờ đã quan sát hết cuộc nói chuyện của mẹ mình với Cố Ninh, cậu thầm nghĩ, đúng là lão đại có khác, nói chuyện với người không am hiểu như mẹ mình mà vẫn có thể cười nói vui vẻ. Đang ngưỡng mộ Cố Ninh thì cậu chợt phải than khóc, vì những ngày tháng sau này của mình e là sẽ không được tự do như lúc trước nữa. Dùng xong bữa với mọi người, Cố Ninh liền lên đường để đi leo núi, Sở Toàn Phong rất chu đáo, đã chuẩn bị toàn bộ dụng cụ cho cô. Lần này Cố Ninh sẽ đi leo núi vào ban đêm luôn, đó là ngọn núi lần trước cô đi cùng với hội bạn. Lần trước cô đã cảm nhận được linh khí rất mạnh ở nơi đó, lần này quay lại là để kiểm tra xem. Cô Ninh đứng từ trên cao cảm nhận được một luồng linh khí rất lớn, cô đoán là bên trong đó có động thiên. Rất nhanh chóng cô Ninh đã đu dây thừng xuống trước cửa hang động, nhưng lối vào đã có đá chặn đường. Nhưng nó vẫn không làm khó được cô Ninh, chỉ trong một lúc cô đã phá được vách đá để vào bên trong. Bên trong đó là một hang động lớn, nhưng chỉ có một cái hộp cô ninh chỉ vừa chạm vào cái hộp thì đã có một luồng linh khí cuồn cuộn tràn vào người cô đúng như cô ninh dự đoán bên trong cái hộp đó toàn bộ đều là châu báu còn có một bức thư ghi lại tên của chú nhân thì ra những bảo bối này đều là của một tên tham quan thời cổ đại để lại cho bản thân để đông sơn tái khởi bên trong đó còn có một cái hộp nhỏ cô ninh cảm nhận được cái hộp này là cái có linh khí nồng nhất cô vừa mở ra thì nó đã phát sáng đến chói mắt đó chính là dạ minh châu vật này có thể tự động hấp thu tinh hoa đất trời cô ninh nghĩ nếu như mình đeo nó mỗi ngày há không phải có sự bổ sung không ngừng của linh khí sao đang nghĩ thì viên dạ minh châu đột ngột chui vào trong không gian mắt ngọc của cố ninh sau đó cô cũng đưa toàn bộ những món châu báu còn lại vào cũng nhờ đó mà không gian ngọc đồng của cố ninh đã lớn thêm một bậc sáng ngày hôm sau cố ninh cứ cảm thấy mắt mình khó chịu cô nghĩ là do tối qua mình hấp thụ quá nhiều linh khí bạn bè cố ninh nhìn vào cũng cảm thấy mắt cô không bình thường thấy vậy cố ninh chỉ giải thích là do mình ngủ không ngon thôi đang trong giờ học tự nhiên cố ninh lại nhìn thấy hình ảnh một người đang bị rơi lầu và địa điểm chính là khu nhà mới khai công của công ty nhà đất thịnh hòa cố ninh không biết tại sao bản thân mình lại có thể nhìn thấy điều này cô đoán là do nguồn linh khí dồi dào tối qua đã giúp cô khởi động năng lực mới không chần chừ thêm nữa cố ninh mượn luôn xe đạp của mễ hy để đến công trường mặc dù cô đang trong giờ học nhưng khi cố ninh đến nơi thì công trường vẫn bình thường không xảy ra chuyện gì sau một lúc quan sát cố ninh nhìn ra được vị trí mà cô vừa nhìn thấy ngay lúc này bỗng có người đàn ông rơi xuống cô ninh bây giờ đã biết được những gì mà cô thấy chính là đang dự đoán tương lai chính nguồn linh khí tối qua đã giúp cô ninh khai mở năng lực dự đoán tương lai tốc độ rơi quá nhanh khi cô ninh chạy đến thì cậu ta đã rơi xuống đất cô chỉ cần chạm tay vào cơ thể của người đàn ông đã có thể biết được xương toàn thân của anh ta đã bị gãy xương não bị dập xuất huyết nội tạng chỉ còn lại một hơi thôi các công nhân xung quanh đó đều đang tập trung lại họ thắc mắc cô ninh là ai tại sao lại có thể vào đây được cô ninh thấy vậy thì lớn tiếng bảo những người ở đó mau gọi cấp cứu anh ta sắp không được nữa rồi. Mọi người ở đó bây giờ mới bắt đầu lấy điện thoại gọi 112, trong lúc chờ cấp cứu đến, cô Ninh chỉ còn cách dùng linh khí để bảo vệ hơi thở cho anh ta. Bằng mọi giá cô Ninh phải cứu sống được người này, nếu như bây giờ công ty nhà đất Thịnh Hoa xảy ra án mạng, không chỉ thiệt hại to lớn về danh tiếng, Hồng Vận lại càng không bỏ qua cơ hội này. Hành động truyền linh khí của cô Ninh khiến mọi người rất thắc mắc, có người còn đoán cô là bác sĩ. Chỉ một lúc sau, người đàn ông đó đã tỉnh lại. Thấy vậy ai nấy cũng đều ngạc nhiên, còn nói đây là kỳ tích, rơi từ tầng 6 xuống mà không chết. Tất cả đều là nhờ Cố Ninh, cô đã xài linh lực chữa trị ngũ tạng bị hư hại của anh ta cùng với vết thương chí mạng khác. Còn những cái gãy xương thì giao cho bác sĩ, không thì sẽ bị lộ mất. Nhưng biểu cảm của người đàn ông vừa mới thoát cửa tử rất lạ, anh ta kiểu như không thể tin được mình lại không chết. Thấy vậy, Cố Ninh liền nhắn cho chú An về việc có người vừa rơi lầu, cô còn bảo ông mang luôn thiết bị nghe lén đến bệnh viện trung tâm. Xe cấp cứu lúc này cũng đã đến, nhận thấy có điều khả nghi, cố ninh liền lấy lý do mình là con gái của ông chủ công trường để đi cùng xe đến bệnh viện tại bệnh viện cố ninh đang nhờ y tá sắp xếp phòng vip bệnh nhân vừa ngã lầu lúc này chú an cũng đã tới ông đã sắp xếp người trả tiền viện phí ông còn mang theo đồ mà cố ninh đã yêu cầu nhận lấy đồ cố ninh nói với chú an chú làm dịu tinh thần của công nhân nhé chuyện ở công trường rất cấp bách rồi cố ninh vào phòng bệnh vip mà cô đã đặt cô lấy ra một chiếc loa để lên bàn loại loa này giống với loại loa ở bệnh viện nhưng bên trong có lắp thêm thiết bị nghe trộm không chỉ vậy Cô Ninh còn truyền thêm linh khí vào chiếc loa như vậy sẽ phóng đại được hiệu quả nghe lén. Cô quyết tâm lần này phải tra ra được ngọc mậu đang muốn diễn trò gì. Sáng sớm, tên đó đã lén lút trốn trong nhà vệ sinh để nói chuyện điện thoại với người nào đó. Anh ta nói mình chưa chết, bây giờ phải làm sao? Tất cả cuộc trò chuyện này đã được cô Ninh thấy và nghe hết. Chắc anh ta cũng không ngờ, cho dù có vào nhà vệ sinh để tránh camera, thì cô Ninh vẫn có thể nhìn thấy được mọi cử chỉ của anh ta. Theo dãy số hiện lên trên điện thoại, cô Ninh đã tra ra được đó là số của công ty nhà đất Hồng Vận thấy cái tên này cô ninh mỉm cười ẩn ý rồi gọi điện cho chú an chú ngày mai đến công trường thi công có người náo loạn lên cũng không cần quan tâm tóm cái người làm loạn nhất lại trách nhiệm dẹp những tin tức đó lại chúng ta sẽ làm chú an nghe cố ninh căn dặn vậy thì có vẻ rất lo lắng ông sợ chuyện này sẽ còn lớn hơn nữa nhưng cố ninh lại chẳng có chút lo lắng gì cô nói tiếp không sao đâu đó chính là ý muốn của những kẻ đó ngọc mậu rơi lầu không đơn giản như thế đâu con rắn kia rất nhanh sẽ chui ra khỏi hang tại công ty nhà đất thịnh hoa mới sáng sớm đã có báo đài đến đưa tin còn bên trong công trường thì các công nhân đang ầm ĩ cả lên chỉ trong một đêm đã có hàng trăm giả thiết được đặt ra về vụ việc ngọc mậu rơi lầu giờ đây an tổng có nói gì thì cũng không ai thèm nghe trong tất cả các công nhân đang có mặt ở đó có một đám người rất to miệng đồn đại nào là phong thủy nơi đây không tốt quá khứ chỗ này là nghĩa địa chẳng còn người dân nào muốn mua nhà ở đây nữa họ còn nói chỗ này sắp thành nơi hoang toàn rồi làm gì có tiền mà trả lương cho bọn họ trong lúc hỗn loạn này An Tổng nhớ đến cuộc trò chuyện với Cố Ninh. An Tổng hỏi cô, nếu như đội công nhân bãi công làm to chuyện, nên đuổi hay là tăng lương giữ họ lại? Nghe hỏi vậy, Cố Ninh rất dứt khoát trả lời, lương ở Thịnh Hoa phát cho họ không tìm được nhà nào thứ hai ở thành phố ép đâu. Nếu như bọn họ làm to chuyện, nhất định là có người kích động, trước tiên tìm ra được người này. Nghĩ rồi, An Tổng dõng dạc nói với các công nhân, vậy bây giờ kết thúc hợp đồng đi, nhưng mà lời khó nghe phải nói trước. Phàm là người bây giờ kết thúc hợp đồng, Thịnh Hoa sẽ không bao giờ tuyển nữa đồng ý ở lại bây giờ sẽ phát cho tiền an ủi đa số mọi người ở đó nghe vậy đều thấy rất tốt liền muốn tiếp tục ở lại làm việc nhưng có một người vẫn liên tục phản đối vì chút tiền này mà ở lại sao mấy người không sợ chẳng còn mạng mà tiêu tiền sao và tên này nãy giờ đã được an tổng để ý ông sai người ra tóm hắn ta lại bây giờ tên đó đang lén lút chụp ảnh nhắn báo cáo tình hình cho ai đó cái này có thể coi như bằng chứng nội bộ thịnh hoa đang loạn dù sao những phóng viên đó cũng không vào được không rõ được thực hư nhưng hắn ta chưa kịp nhắn xong thì đã có người đến tóm hắn đi rồi qua điều tra thì biết được anh ta là người của thành phố g nửa tháng trước đến đây làm công có anh trai làm việc ở nhà đất hồng vận là lái xe của tổng giám đốc nhậm khang cố ninh nhận được tin này liền tra ra ngay thông tin của nhậm khang anh ta là tổng giám đốc của công ty nhà đất hồng vận và cố ninh cũng đã điều tra ra được người mà vương mậu lén lút nói chuyện hôm trước cũng chính là giám đốc nhậm khang này bây giờ đã có đầy đủ chứng cứ chú an hỏi cố ninh có nên báo cảnh sát không nhưng cô cũng chưa vội lắm rồi nói bây giờ báo án cũng chỉ là tranh chấp kinh doanh phổ thông chờ cho sự việc lớn đến độ toàn dân đều biết đó mới chính là chứng cứ khiến công ty nhà đất hồng vận tự buộc vào mình chú an nghe vậy cũng phải trầm trồ trước kế hoạch này không hổ là cô chủ nhìn xa trông rộng ngay lúc này thì có một anh nhân viên vội vàng chạy đến báo cáo với an tổng thông tin nhà đất thịnh hoa đã được lên trang nhất với tiêu đề tự quyền bắt giữ công nhân thái độ cường ngạnh từ chối phỏng vấn ai sẽ đòi lại quyền lợi cho họ bài báo chỉ mới đăng 10 phút mà lượt chia sẻ đã lên tới 20 vạn lượt bây giờ thì cảnh sát cũng đến luôn rồi. Tình hình này, Cố Ninh dặn dò An Tổng cứ phối hợp hành động cùng cảnh sát, làm lớn chuyện này lên. Rất nhanh chóng, thông tin cảnh cảnh sát đến công ty nhà đất Thịnh Hoa điều tra đã được lên trang nhất, như vậy đã rất đúng với mong muốn của Cố Ninh. Cố Ninh đang rất ung dung thưởng thức trà thì sở phái hàm gọi đến, vừa bắt máy lên thì Cố Ninh đã nhận ngay một chàng câu hỏi, cậu không sao chứ, chuyện của Thịnh Hoa có kích động đến cậu không? An dịch lo lắng cho bố cậu ấy đến độ cả ngày không ăn cơm và còn nhiều câu hỏi khác nữa trước những câu hỏi dồn dập như bão tố này cố ninh cũng chỉ biết cười rồi nói mình không sao cô còn hẹn mọi người chiều ăn cơm sở phái hàm nghe vậy thì không tin cô lớn tiếng nói với cố ninh vẫn còn tâm tình ăn cơm sao tụi tôi lo lắng chết đi được đây cố ninh phải nhắc lại là mình thực sự không sao cô còn nhớ hôm nay chính là sinh nhật của phái hàm tại quán cà phê đội cố ninh đang ngồi cùng với nhau sở phái hàm đã nhờ chú nghe ngóng ở cục cảnh sát mọi chuyện hình như không bị sao cả cố ninh cũng an ủi an dịch nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, như vậy cậu bạn mới bớt lo lắng. Nói rồi Cố Ninh lấy quà sinh nhật tặng cho phái Hàm, đó là mặt dây chuyền cung hoàng đạo. Cả hội bạn nhìn thấy món đồ này thì oà cả lên, người nào cũng đòi đến sinh nhật mình phải có một cái như vậy mới chịu. Cả hội đang vui vẻ thì bỗng nghe tiếng một cô gái đang mắng tên đàn ông là đồ tồi tệ, anh coi Tô An à Nhã tôi là rác sao, muốn vứt là vứt. Còn đội Cố Ninh nhìn thấy cảnh tượng này thì đều bật sang chế độ hóng chuyện. Tên đàn ông đó lúc này còn đi với một cô gái khác, thẳng thừng mắng tô an nhã là đồ không biết giữ đàn ông chính xác cô trừ xinh đẹp học giỏi thì còn cái gì nghèo kiết xác mà muốn làm phượng hoàng sao chứng kiến cảnh này khiến cho cố ninh nhớ đến chuyện kiếp trước của mình cô cũng bị người ta phản bội mà phải bỏ mạng ở đáy biển cha nam với tiểu tam này khiến cố ninh càng nhìn lại càng thấy ngứa mắt cô tiểu tam bây giờ lại càng đắt ý hơn không tiếc lời sỉ nhục tô an nhã có thể bên cạnh thiếu gia nhà giàu như anh vũ thần là vinh dự của cô chẳng qua anh ấy đã sớm không thích cô nữa rồi hiện tại người ở bên anh ấy là tôi Tô An Nhã nghe vậy thì lại càng tức giận nói, có thể bên cạnh Tô An Nhã tôi đây mới chính là diễm phúc của hắn ta, đùa dỡn tình cảm của tôi còn muốn dễ dàng bỏ qua hả? Nói rồi Tô An Nhã thẳng tay, cho tên cha nam đó một bạt tai, cô Tiểu Tam lúc này còn đang định đánh trả lại, nhưng cũng bị Tô An Nhã cản được. Tên vũ thần bây giờ mới có phản ứng lại sau cú tát vừa rồi của Tô An Nhã, hắn ta tức giận đẩy mạnh cô ngã ra đường. Chỉ một chút nữa thôi thì Tô An Nhã đã bị xe đụng, nếu không có cố ninh nhanh tay đỡ được cô. Xem gây ra tai nạn như vậy mà tên vũ thần chẳng nói được lời nào, còn đang định bỏ đi. Nhưng anh ta chưa kịp đi thì đã bị cố ninh giữ lại, cô bắt anh phải xin lỗi tô an nhã. thấy thế, tên vũ thần còn mạnh miệng mắng cố ninh, nhưng chưa được bao lâu thì hắn ta cũng phải chịu nhận lỗi trước sức mạnh của cô. Còn cô tiểu tam thấy vậy cũng định xông lên ngăn cản, thế là cô bị cả hội bạn cố ninh dằn mặt. Tên cha nam và tiểu tam giờ đây chỉ biết ôm mặt xấu hổ, chẳng dám động đậy gì thêm. Trước khi kết thúc chuyện này, Tô An Nhã còn cảnh cáo hắn ta, cao vũ thần, chuyện hôm nay chưa xong đâu anh tự mình lo liệu đi sau đó thì đôi nam nữ dắt tay nhau bỏ chạy một mạch chẳng dám quay đầu lại nhìn sau khi giải quyết xong mọi chuyện tô an nhã nói cảm ơn cố ninh vì đã đứng ra giúp cô cô còn mời cả hội đi dùng bữa quan sát biểu cảm gương mặt của tô an nhã cố ninh đoán được cô gái này không hề đơn giản tác phong của cô ấy không giống như con gái nhà bình thường tại quán ăn tô an nhã đã rất nhanh chóng hòa nhập với đội cố ninh mọi người đều ăn uống rất vui vẻ với nhau Cô nói lâu lắm rồi mới có cảm giác tự do thế này, ở nhà thì bị bố mẹ quản, ở ngoài thì bạn trai nhiều chuyện. Cô Ninh lúc này vẫn đang đoán về thân phận của Tô An Nhã, ở thành phố F có một gia tộc Tô Thị, không biết có quan hệ gì với cô ấy không. Nghĩ rồi cô Ninh gặn hỏi Tô An Nhã xem bố mẹ cô làm nghề gì. Nhưng cô chỉ trả lời là bố mẹ làm ăn nhỏ thôi, rồi Tô An Nhã nói lảng qua chuyện khác, bảo mọi người đừng nhắc đến những chuyện phiền lòng nữa, bây giờ chúng ta thưởng thức món ăn đi thôi. Thấy Tô An Nhã đã cố giấu rồi thì cô Ninh cũng không hỏi thêm nữa, Cô ninh còn cảm thấy cô gái này rất thông minh nói hai ba câu là xong chuyện rồi ăn uống xong rồi tô an nhã cùng về với đội cố ninh sở phải hàm vì tò mò mà quay qua hỏi cô chúng tôi đều ở trường số 3, an nhã không phải ở đó phải không bình thường chưa từng gặp qua cậu tô an nhã cũng thành thật nói mình học ở trường số 1, cô còn rủ cố ninh khi nào có thời gian thì cùng ra ngoài chơi lúc này đã đến nhà của tô an nhã ai nhìn thấy khu nhà của cô cũng phải hú hồn vì đây là khu cao cấp phong hoa hào đình lãnh thiếu đình cũng ở đây Tô An Nhã thấy biểu cảm của mọi người thì sợ bị bại lộ thân phận, cô vội nói, "Đúng rồi, bố tôi có mặt mũi, thuê nhà ở đây." Rồi cô vội vã chào tạm biệt mọi người, chạy nhanh vào nhà luôn. Sở Phái Hàm bây giờ mới cảm thấy Tô An Nhã không hề giống người bình thường. Thấy vậy Cố Ninh nói tiếp, "Phong cách của cô ấy cao quý, nhưng mà người ta không muốn nói chúng ta cũng không nên hỏi." Đang nói thì có người gọi đến cho Cố Ninh, đó là An tổng, "Cảnh sát bên này không có chứng cứ, hỏi chú mấy câu rồi thả chú đi rồi, nhưng mà công trường bị tố lên rồi." thống đốc hình như có phái chuyên gia đến điều tra. Cô Ninh nghe vậy thì có vẻ rất vui, cô nói với An Tổng, đến lúc kéo lưới rồi, ngày mai cháu muốn mở họp báo, chú chuẩn bị nhé. Ngoài ra chú gọi điện cho thị trưởng nghiêm nhé, nói công ty nhà đất Hồng Vận tồn tại tranh chấp ác ý, ngày mai chuẩn bị bắt người. Sáng sớm tại công ty nhà đất Thịnh Hoa, hôm nay có cả một đoàn người từ tỉnh đến để lấy chứng cứ. Cô Ninh còn đặc biệt chuẩn bị cho họ chỗ ngồi tốt nhất để xem. Và nhân vật quan trọng nhất là Vương Mậu cũng đã được cô Ninh sắp xếp người đi đón rồi trên xe tên vương mậu cứ gặng hỏi mãi người lái xe có phải là đang đến gặp nhậm tổng không tại vì anh không chết như kế hoạch vì vậy vương mậu cứ nghĩ nhậm tổng sai người này đến để giết mình nói rồi vương mậu xiết cổ người lái xe để truy hỏi nhưng sức của anh ta chẳng thể nào đọ nổi với anh lái xe rồi chiếc xe đó chạy thẳng đến công ty nhà đất thịnh hoa luôn vừa đến nơi vương mậu đã được lôi đến trước mặt cố ninh nhìn hắn ta cố ninh mỉm cười nguy hiểm rồi nói anh phải cảm ơn tôi cẩn thận đó tôi là ân nhân cứu mạng của anh buổi họp báo đã bắt đầu Cô Ninh chỉ ngồi bên dưới hội trường chỉ thị. An tổng lên tiếng trước buổi họp báo ngày hôm nay mục đích chỉ có một, làm rõ tất cả những tin đồn thất thiệt về công ty nhà đất Thịnh Hoa những ngày gần đây. Không nói nhiều nữa, mời mọi người xem chứng cứ. Vương Mậu vào ngày nhập viện từng gọi cho Nhậm Khang, trải qua nhiều lần lấy bằng chứng, cuối cùng chúng tôi đã tìm được cảnh Vương Mậu với Nhậm Khang gặp riêng nhau trước khi xảy ra chuyện. Nghe vậy liền có một người phóng viên đứng lên hỏi lại, nhưng mà Vương Mậu với giám đốc Nhậm Khang của Hồng Vận gặp nhau chưa chắc là muốn hãm hại Thịnh Hoa, ai sẽ vì tiền mà đổi mạng chứ? Đến lúc này thì Vương Mậu cũng lên tiếng giải đáp thắc mắc của phóng viên, "Tôi bị bệnh ung thư, ngày đó Nhậm Khang tìm đến tôi. Anh ta nói tôi chết rồi anh ta sẽ cho người tung tin đồn là do sự thất trách của công ty Thịnh Hòa. Anh ta còn mua bảo hiểm cho tôi, người hưởng lợi là vợ tôi, sẽ không ai nghi ngờ số tiền này." Rồi Vương Mậu chỉ sang hai người đàn ông kế bên nói tiếp, "Bọn họ chính là người phụ trách đến làm ầm chuyện cả lên, lúc đó An tổng bị tóm đi cũng do bọn họ làm lớn chuyện lên." Cảm nhận mọi chuyện đã gần đến hồi kết, cô nên nhắn cho thị trưởng Nghiêm, "Thị trưởng Nghiêm, làm phiền ngài rồi." Tin nhắn Cố Ninh vừa đi thì thị trưởng Nghiên liền đem người xông vào văn phòng của công ty Hồng Vận, tóm luôn tên Nhậm Khang và Phương Trường Thịnh. Thấy mọi việc đã bị bại lộ, Phương Trường Thịnh liền đem mọi tội lỗi đổ hết lên đầu Nhậm Khang, còn nói với cảnh sát, "Cứu tôi với, Nhậm Khang có ác ý hãm hại công ty nhà đất Thịnh Hoa, bị tôi phát hiện, hắn vừa nãy muốn giết tôi đó." Tên Nhậm Khang còn đang định chối cãi, nhưng ông đành phải câm nín lại khi nhìn thấy cái móc khóa của con gái mình lại đang trong tay Phương Trường Thịnh. Dẫu vậy, cảnh sát vẫn đưa cả hai về đồn để thẩm vấn. Buổi họp báo bây giờ cũng đã kết thúc, nhưng mà theo như tin tức truyền đến từ thành phố G, Phương Trường Thịnh không có liên quan đến việc này, toàn bộ đều do Nhậm Khang làm. Nghe vậy Cố Ninh cũng biết là do tên Phương Trường Thịnh giở trò. Thị trưởng Nghiêm sau đó cũng nhắn cho Cố Ninh, hiện trường bắt giữ lúc bắt đầu Nhậm Khang muốn chỉ ra Phương Trường Thịnh, nhưng không biết đột nhiên vì sao lại gánh hết trách nhiệm. Bây giờ Phương Trường Thịnh đã rửa sạch mọi tội lỗi, nếu như chỉ bắt mình Nhậm Khang thì cũng vô dụng. Lần này Cố Ninh quyết tâm phải đánh bại Phương Trường Thịnh, nếu không sau này ông ta sẽ còn phản kích lợi hại hơn. Rồi An Tổng nói, nhưng máy tính của Phương Trường Thịnh lại không phát hiện ra chứng cứ gì. Nghe vậy cô Ninh vẫn rất quả quyết, cô nói không muốn người ta biết trừ khi đừng làm, bây giờ cháu sẽ tìm người điều tra. Giữa ông ta và Nhậm Khang, nhất định có chứng cứ lưu lại. Sau đó cô Ninh lấy điện thoại, kéo đến tên lão ca rồi thầm nghĩ, ca là hacker đỉnh cấp thế giới, kiếp trước cũng nhờ sự giúp đỡ của anh ta mình mới lấy được thông tin cơ mật của nhiều thương nghiệp. Nhưng mà với thân phận hiện tại của mình, hắn không nhận ra mình sẽ không giúp đỡ. Đang nghĩ thì cố Ninh chợt tìm ra cách, Cô gọi điện luôn cho lão ca. Buổi tối tại nhà Cố Ninh, chú An gọi điện cho cô, ông nói, sau cuộc họp với ký giả tại thành phố F có chút sóng gió, rất nhiều công ty nhận phải công kích, cô chủ là do cô sắp xếp sao? Nhưng Cố Ninh lại chẳng liên quan gì đến việc này, cô cứ nghĩ công ty nào cũng đều bị công kích. Và sau khi kiểm tra thì tất cả đều là sản nghiệp của nhà họ Cao. Nghe đến nhà họ Cao, Cố Ninh liền nhớ đến Tô An Nhã, cô hỏi lại xem có phải nhà đó có một người tên là Cao Vũ Thần không. Cô đoán được chuyện này đều là do nhà họ Tô sắp xếp. Đúng như những gì Cố Ninh nghĩ trước đó, Tô An Nhã chính là thiên kim của nhà họ Tô. An Tổng nghe đến đấy thì phải khâm phục Cố Ninh, cô chủ quả thật liệu sự như thần. Nhà họ Cao quả thật là có một thiếu gia tên là Cao Vũ Thần, tôi còn tưởng cô chủ liên hệ với Tô ra giúp đỡ cơ. Cố Ninh nói tiếp, khả năng hai nhà có ân oán, không liên quan đến chúng ta, cháu đang liên hệ người khôi phục số liệu trong máy tính của Phương Trường Thịnh. Lúc này thì cũng có lão ca nhắn tin đến cho cô, nếu như cô có thể chữa khỏi chân cho tôi, điều kiện nào cũng được. Tại quán ăn, hôm nay tô an nhã mời mọi người ăn uống cô nói hôm nay tâm tình của mình rất tốt bữa ăn này cô sẽ thanh toán hết sở phái hàm nghe vậy thì liền đoán ăn mừng vì đã trả thù được đôi cha nam tiện nữ kia phải không nghe vậy thì tô an nhã cười ngại ngùng hỏi mọi người biết rồi sao cô ninh cũng trả lời có thể đoán ra thân phận của cô không tầm thường gần đây thành phố ép cao gia xếp vị trí thứ hai xuất thủ với cao gia ngô gia họ của mấy cậu nghĩ ra thì cũng không phải trùng hợp đến đây thì tô an nhã cũng không giấu giếm mọi người về thân phận của mình nữa cô nói đúng bố tôi là người thừa kế của tô gia cha nam cao vũ thần vẫn luôn cho tôi là nữ sinh bình thường hắn ta là thiếu gia nhà họ cao bá chủ của ngành hàng dịch vụ ăn uống còn bố của tiểu tam kia là tổng giám đốc của công ty nhà đất đông hằng nghe đến cái tên đông hằng an dịch liền nhớ đến trước đây thịnh hoa suýt nữa là đã bị công ty đông hằng ác ý thu mua cũng may là có cố ninh xuất hiện giúp đỡ cả đám đang nói chuyện thì bỗng đâu có tiếng ầm ĩ cả lên à thì ra đó là tên cao vũ thần và cô tiểu tam tình trạng hiện tại của hai người này có thể nói là đang muốn níu kéo cao vũ thần là đang muốn quay trở lại với tô an nhã còn cô tiểu tam thì đang muốn níu kéo tên vũ thần vừa thấy tô an nhã thì hắn ta đã chạy lại ôm khóc lóc xin lỗi đòi quay lại từ đầu với cô nhưng chẳng được bao lâu thì hắn ta đã bị cố ninh đẩy ra khỏi an nhã còn cô tiểu tam lúc này lại quay ra lớn tiếng mắng an nhã chính mày hại bố tao giáng chức nhà cung ứng nguyên liệu lớn nhất của nhà anh vũ thần cũng bị con tiện nhân này bảo ngừng hợp tác cô ta còn chưa kịp dứt lời thì đã bị ăn ngay một cái tác từ cao vũ thần hắn ta bây giờ lại một mực đứng về phía tô an nhã còn đổ thừa tại cô ta nên anh mới phải chia tay với tô an nhã như vậy mục kha đến bây giờ đã không chịu nổi cái tên cha nam này nữa cậu nói thẳng với cao vũ thần biết tô an nhã không phải người bình thường nên đến cầu quay lại mày thấy mày có xứng đáng không cao vũ thần giờ này vẫn còn tự tin cho rằng tô an nhã vẫn còn thích mình hắn mắng lại mục kha mày là thằng nào tao có xứng đáng không nhã nhã nói mới tính hơn nữa bọn mày không phải vì bối cảnh đằng sau lưng của em ấy nên mới đến kết giao sao đến đây thì tô an nhã cũng lên tiếng cũng chẳng biết tô an nhã tôi đây sao lúc đó lại nhìn chúng anh nhỉ. Đúng là mắt mù mà. Đã nói vậy rồi mà cao vũ thần vẫn còn mặt dày níu kéo. Thế là có vệ sĩ của an nhã vào lôi hắn ta và cô tiểu tam đi luôn. Một màn xử lý cha nam và tiểu tam này của tô an nhã khiến đội cố ninh đều phải khâm phục, còn khen cô cùn ngầu nữa. Xong chuyện này, tô an nhã mời đội cố ninh ngày mai đến thế giới hoan lạc để chơi. Cô nói ngày mai ở đó có cuộc diễu hành của các nhân vật hoạt hình. Nghe vậy thì cả đội đều háo hức, chốt kèo ngay và luôn chỉ riêng cố ninh là ngày mai cô phải đến thành phố d mục đích của chuyến đi này là để chữa bệnh cho lão ca vừa đáp chuyến bay xuống thành phố d cô liền nhận được điện thoại của thiếu đình anh vừa hoàn thành nhiệm vụ anh gọi là để hỏi xem cố ninh có đang ở nhà không để anh qua tìm về đột xuất như vậy là thiếu đình đang muốn cho cố ninh bất ngờ nhưng rất tiếc cho anh bạn vì cố ninh vừa đến thành phố d rồi thiếu đình còn hỏi cố ninh có tiện không để anh qua đó tìm cô luôn nhưng cô chỉ nói là sẽ tranh thủ chiều mai về tại thành phố d cố ninh đang ngồi trên xe chật cô nhìn thấy tai nạn xe xảy ra trước mắt nhưng khi cô nhìn lại lần nữa thì lại chẳng xảy ra chuyện gì cả rồi cô ninh đoán đó chính là dự đoán tương lai đang nghĩ thì bỗng có một chiếc xe chở hàng màu đỏ vượt lên trên xe của cô và đó cũng chính là chiếc xe mà cô vừa dự đoán nhận thấy điều bất thường cô ninh liền kêu tài xế tăng tốc chạy theo chiếc xe đó chiếc xe này chạy rất nhanh gặp xe cố ninh thì cố ý ép không cho xe cố ninh vượt lên trên ngay cả tài xế cũng biết là chiếc xe đó đang cố ý cô ninh đang nghĩ lẽ nào là mưu sát thì cảnh tượng cô suy đoán trước đó đã xảy ra, chiếc xe tải đỏ đã tông ngay vào chiếc xe phía trước. Thấy vậy, cô Ninh liền kêu tài xế dừng xe. Còn chiếc xe đỏ sau khi tông người ta xong, lại còn cố ý đẩy cho chiếc xe đó rơi xuống cầu. Đúng vào giây phút gây cấn nhất, cô Ninh đã dùng linh lực của mình để kéo chiếc xe đó lại. Hiện trường càng lúc càng thu hút nhiều người, mọi người thấy vậy cũng cùng giúp cô Ninh kéo giữ chiếc xe. Để giữ chiếc xe lớn như vậy khiến cô Ninh hao tổn quá nhiều linh lực, cô sắp không chịu nổi nữa rồi. Sau một lúc níu giữ, đội cứu trợ cũng đã đến, khiến thị trưởng giang phải đích thân đến hiện trường như vậy, cô Ninh đoán người bên trong chiếc xe không hề đơn giản, nhưng cô vẫn thắc mắc tại sao mình lại có thể dự đoán được tương lai của lần tai này, mặc dù cô không quen biết gì người bên trong xe. và cuối cùng chiếc xe đó được được kéo lên, đến lúc này thì cô Ninh đã thực sự kiệt sức, cô bất tỉnh luôn tại hiện trường. rất nhanh chóng cô Ninh đã được đưa vào bệnh viện, cô vừa tỉnh lại đã có thị trưởng giang đến gặp. ông nói, bạn học cô Ninh, hành động dũng cảm của cháu thật đáng khen thưởng, đây là quà an ủi thị thị trưởng đặc biệt đưa cho cháu tổng cộng 10 vạn. Thấy vậy cố ninh liền từ chối, cô nói mình cứu người không phải vì cái này, cũng không muốn chuyện này tuyên truyền ra bên ngoài, cô không muốn phiền phức. Đang nói thì cố ninh chợt phát hiện ra thị trưởng Giang đang đeo camera dạng cúc áo, qua việc này có thể thấy họ rất cẩn thận, cô đoán là thân phận của mình đã được những người này điều tra rõ rồi. Thấy cố ninh từ chối, thị trưởng Giang nói tiếp, tuy rằng có ít chút, nhưng mà chuyện của cháu chúng tôi sẽ tuyên truyền toàn tỉnh, còn tặng cháu danh hiệu thanh niên ưu tú. Trong phòng bệnh, người đàn ông trong chiếc xe mà cố ninh đã cứu, đang ngồi xem lại cuộc trò chuyện của cô và thị trưởng Giang, thấy cố ninh cứu mình mà không màng đến danh lợi như thế khiến ông rất hài lòng. Sau đó cũng có thị trưởng Giang đến báo cáo tình hình với ông, thống đốc, em ấy không cần tiền, có phải sẽ đòi hỏi nhiều hơn không, có cần điều tra tỉ mỉ hơn không. Còn thống đốc lúc này đã thực sự yêu thích cố ninh, ông nói cô chỉ là một đứa nhỏ, không cần nhọc lòng quá, ông sẽ ghi nhớ ân tình của cố ninh. Sau đó cũng có thêm hai người đàn ông đến tìm cố ninh, vì điện thoại của cô là do bác sĩ nhận nên họ mới biết cố ninh đang ở bệnh viện này mà tới tìm. Người đàn ông ngồi xe lăn khá tức giận nói, cứ phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn vào lúc này, cô ta chắc không có gan bịa ra chuyện này đâu. Vừa nhìn thấy hai người họ, cô y tá đã niềm nở chào hỏi, cô còn nhờ hai người họ đưa điện thoại đến cho cố Ninh. Vậy làm phiền anh nhận giúp cô cố nhé, sự dũng cảm của cô ấy đã cứu được một nhân vật lớn đó. Vào đến phòng bệnh nhìn thấy cố Ninh, anh nói, hóa ra cô thực sự làm việc tốt, người tốt ấy. Còn cố Ninh khi nhìn thấy chàng trai này thì rất ngạc nhiên, gọi tên anh, ta, à, sao anh lại ở đây?